Cái nhà đất người Tây Nguyên xin kính chào tất cả bà con và các nhà đầu tư. Hôm nay cái nhà đất giới thiệu đến bà con một cái lô đất mà nó có địa chỉ tại huyện Mang Giang của tỉnh Gia Lai. Cái lô đất này nó có cái mặt tiền con đường này là đường liên xã, đường quy hoạch lộ giới là đường 25m nhé. Và cái chiều ngang của cái lô đất mà hôm nay em giới thiệu đến bà con là nó có chiều ngang là 14m, chiều sâu vào là 50. Lô đất của chúng ta là cộng thêm là 36 đất rẫy là liền ở phía sau nhá. Tổng của cả cái miếng đất này diện tích là 3.060m², tức là cả cái mặt tiền đường này, đất mặt tiền đường và đất rẫy đằng sau là 3.060m² nhá. Từ cái lô đất này mà chúng ta đi về đến Ủy ban nhân dân xã là 800m nha bà con. Chúng ta đi thẳng con đường này đến ủy ban là 800m. Và đến trường học cấp 1, cấp 2 và trường mẫu giáo, tức là chỉ khoảng là 250 đến 300m thôi. Tức là chúng ta đi đến trường học, nếu như chúng ta có định cư ở đây, có con em nhỏ để mà đi học thì chúng ta đi thẳng đây. Đến khoảng 300m là chúng ta đã đến trường mẫu giáo rồi. Trường mẫu giáo là trường của xã luôn. Và trường học cấp 1, cấp 2 là liền nhau, là cũng là trường của trung tâm xã nhá. Đấy. Cái lô đất mà hôm nay thì em giới thiệu bà con thì nó có một cái view, đó là trước mặt chúng ta là nó có một cái vườn sầu riêng rất là đẹp này. Đó. Chúng ta vút tầm mắt, chúng ta có thể nhìn xa được rất là xa ở phía bên kia các cái ngọn núi mà chúng ta nhìn lên chỗ thành phố đấy. Từ đây mà về đến trung tâm thành phố Pleiku của tỉnh Gia Lai thì nó là khoảng 50 cây nhá. Đấy. Rất là cũng đường đi thì chúng ta đi bằng đường nhựa, nó cũng rất là thuận tiện thôi. Thứ hai nữa là chúng ta có một cái view của một cái nhà sàn. Đây, nhà sàn đây. Đấy, rất là đẹp. Ranh giới của lô đất thì bắt đầu từ đây, từ cái cột trụ xây này. Đây, chúng ta kéo sang bên này là 14m ạ. Ngôi nhà này, từ đây, từ cái chỗ này, từ cái hàng rào này, chúng ta kéo sang bên này, hàng rào bên này là 14m. Đấy. Giá bán của chủ là mong muốn cho toàn bộ cái lô đất này là 650 triệu nhé. 650 triệu. Đấy. Chúng ta có một cái nhà xây nhà cấp 4 này. Có một cái mảnh vườn 3 sào đằng sau này. Gia chủ đang là trồng cây hoa hòe này. Đấy. Giá bán là chỉ có 650 thôi. Rất là rẻ. Đây, chúng ta có thêm 3 sào hôm sau. Đất là đất đỏ ba gian, đất đỏ loại 1, không có sỏi nhá. Này. Vườn hoa hòe là hiện tại là đã được thu rồi này. Rất là sai hoa. Nếu mà bà con mà hái cái hoa hòe này, sau đó chúng ta phơi khô, chúng ta sao lên và chúng ta hãm nước uống thì rất là tốt cho sức khỏe luôn. Đây, hoa hòe này, đấy, cực kỳ tốt cho sức khỏe. Đây, đấy. Ba sào đất đỏ, đất đỏ mịn luôn, không có sỏi ạ, rất là đẹp. Em sẽ bây giờ xin một cái hoa chuối này nhé. Hoa chuối này về nằm nộm ăn rất là ngon ạ. Đấy. Em đã bẻ được một cái hoa chuối. Rất là to. Chỉ có 650 triệu đồng cho cái lô đất này. Vừa đất nền này, vừa có 100m² đất ở thổ cư này, vừa có đất rẫy 3 sào này, vừa có một cái vườn hoa hòe để chúng ta có thể pha nước uống này. Còn chỗ nào rẻ hơn chỗ này nữa không ạ? Bà con quan tâm thì điện thoại cho người Tây Nguyên nhé. Và cho kênh xin một like và một đăng ký kênh. Em xin kết thúc video tại đây nhé.